Dạ em Thắng Phạm xin chào các anh. Và em quay video và giới thiệu với các anh xem. Em sẽ giới thiệu với các anh xem đây là các thùng đựng đồ nghề, hay là đựng máy, hay là những hộp đựng mũi vít, bù lon con tán. Và đây là em giới thiệu với các anh xem là thùng đựng đồ của hãng Milwaukee, và những cái thùng màu đỏ của hãng Milwaukee. Và đây được gọi là thùng Milwaukee Back Out. Và phía bên dưới thì có thùng lớn và có bánh xe và có cái tay để mình kéo đẩy đi luôn đó. Và với thùng bên trên thì là thùng đựng đồ nghề mà lớn một chút nữa để đựng nhiều máy, và thùng lên dần là nó sẽ nhỏ lại một chút đó, và từ từ lên đến cái hộp đựng mũi vít nguyên bộ như vậy nè các anh. Thì nó có là 6 cái thùng. Rồi em sẽ giới thiệu với các anh xem và báo giá cho các anh biết là những thùng hay là đựng hộp và những hộp vít thì có giá bao nhiêu. Rồi các anh xem và có nhu cầu muốn mua thì liên hệ đến em. Rồi ok. Và đây đầu tiên bên trên á thì là có cái mình gọi là hộp đựng mũi vít đi ha anh. Và cái hộp này á em có đo đó, là chiều dài từ bên đây đến bên đây là 50 cm, là 50 phân. Rồi cái chiều ngang, mới chiều dài xong rồi chiều ngang từ đây dài đến đây là 40 cm, là 40 phân. Và cái hộp đựng mũi vít thì chiều cao là cỡ 5 phân. Và có thể là gáp rồi gáp dính liền lại những cái thùng nó đứng như vậy nè các anh đó. Và cái móc mà để mình mở bên dưới thì nó có những cái khớp ngàm nó gài lại, mình có thể là gáp đẩy vô gì đó. Ok rồi, thì cái hộp bên trên này em vừa giới thiệu là cái hộp đựng mũi vít chiều cao là 5 phân, bề dài là 50 cm, chiều ngang là 40 cm, thì có giá là 1.400.000 một cái. Rồi giá 1.400.000, 1.400.000 một cái hộp đựng mũi vít này, 1.400.000 đó. Bên trong thì mở ra là cái nắp là nắp thủy tinh nha các anh, nắp mũ, nắp nhựa thủy tinh, nắp nhựa, và có đường gòn chống nước luôn, trong suốt để mình nhìn bên trên, mình nhìn thấy xuống đó. Và bên trong thì có những hộp đựng mũi vít như vậy nè các anh đó. Và hai tổng cộng là được 10 cái hộp, hai cái hộp nhỏ ngang đây với một cái hộp dài, hai hộp nhỏ nữa bên đây, hai hộp nhỏ, một hộp dài, hai hộp nhỏ ngay giữa thì để trống. Các anh mình có thể là lấy lên đựng thoải mái rộng rãi đó, còn mình để vô thì nó ngăn cho nó gọn gàng ra. Rồi và cái hộp như này là 1.400.000 một cái nha các anh đó, hộp đựng mũi vít này. Rồi các anh xem mà có nhu cầu thì liên hệ đến em. Rồi xong rồi, tiếp theo rồi tiếp theo đây là cái hộp cũng giống như cái hộp vừa rồi mà nó có chiều cao hơn đó. Cái hộp thì mình gọi là hộp đựng mũi vít đi ha các anh. Cái chiều cao là cỡ 10 phân, chiều cao là 10 phân nha. Bề ngang là 40 cm, là 40 phân. Rồi bề dài, chiều dài là 50 cm, chiều dài là 50 cm. Và cái hộp này thì cái tay cầm dày hơn đó, tay cầm nhìn thấy chắc chắn các anh, móc khóa lớn rộng hơn đó, móc khóa nhìn cũng dày hơn nữa. Và có giá là 1.600.000 một cái nha các anh, giá 1.600.000 cho cái hộp đựng mũi vít chiều cao là 10 phân. Rồi mở hộp ra, cái nắp thì bằng nhựa trong suốt, mình có thể nhìn thấy bên trên xuống đó, và có đường gòn chống nước. Và cái tất cả những cái hộp, cái thùng đựng máy này là nắp nào cũng có đường gòn chống nước hết đó các anh đó, thiết kế như vậy. Rồi và bên trong thì có những cái hộp đựng mũi vít, cái hộp này nó dài, nó có cái độ sâu hơn
độ sâu là cỡ 10 phân đó, đựng được nhiều con vít hơn đó. Rồi cũng bên trong thì cũng có 10 hộp luôn, chiều cao là 10 phân. Và cái hộp này thì có giá 1.600.000 các anh, 1.600.000 ạ. Rồi ok, nhìn dày dặn rất là chắc chắn. Nhựa mũ nhựa của Milwaukee là dày dặn lắm nha các anh, mũ nhựa ABS chắc chắn lắm. Đó, rồi cái hộp này thì có giá 1.600.000. Rồi tiếp theo cái hộp tiếp theo. Cái hộp này đựng máy được nè các anh, để cho các anh mình thiết kế. Đó, vừa rồi đó thì em giới thiệu xong hai cái hộp đựng mũi vít bù lon con tán. Và đây là một bộ thùng nhìn thấy nó bắt mắt, nó đẹp hơn. Thùng chuẩn là 4 cái như vậy. Đó, nhìn thấy nó bắt mắt đẹp lắm các anh. Rồi đây là cái gọi là thùng đựng đồ nghề đi ha. Và thùng đựng đồ nghề mẫu như thế này. Bên trên thì có cái nắp màu đen, có những cái khớp ngàm để gáp những cái thùng bét ao này lại. Đó. Và cái thùng này có chiều ngang là cũng 40cm luôn, 40 phân. Rồi bề dài là 52 phân nha các anh. Chiều dài từ đây cho đến đây là chiều dài là 52cm, là 52 phân. Có chiều cao là cỡ 1 tắc 3. Chiều cao cỡ 1 tắc 3. Những cái móc khóa là dày dặn đó các anh. Móc khóa. Và cái tay cầm như thế này, mình có thể dở sách lên. Và cái bên đây thì cũng móc khóa vậy luôn. Rồi mở hộp. Cái nắp thì có đường gòn chống nước luôn. Và cái nắp thì có làm găng sóng như vậy nè các anh. Đó, như vậy. Và bên bên trong thì có miếng mướp liền luôn. Đó, chắc hai miếng quá, hình như là hai miếng mướp đó các anh. Là để như vậy, để cho các anh mình có máy mình thiết kế. Các anh tạo cái khuôn, các anh để máy xuống. Giống như thế này đây, thì có máy phan, thì các anh đặt ở vị trí này. Rồi các anh mình gạch mực theo cái lằn của cái máy này á các anh. Đó, các anh lấy dao gọc giấy, các anh gọc theo cái đường này. Rồi gọc là để máy xuống, là nó có cái khuôn máy nó nằm chịu vào đó rồi. Thì nó sẽ chuẩn, nó không có lúc lắc. Đó. Rồi đây thì máy phan, rồi máy ấn vít. Đó, như các anh có bộ hay là máy bu lông mở ốc, những các máy khác. Thì những máy nào các anh mình thích thì mình gọc theo khuôn như vậy nè các anh. Đó. Rồi, và đây là cái hộp cái thùng đựng đồ. Rồi có bên trong á có mướp để mình gọc theo khuôn máy. Và mẫu như thế này thì có giá là 2.000.000 một cái. Đó. Bề ngang là 40 phân, bề dài là 52 phân, chiều cao là 13 phân. Bên trong có mướp để gọc theo khuôn máy để cho các anh mình thiết kế. Hoặc là các anh không muốn theo khuôn máy, các anh có thể dỡ miếng mướp lên. Mình bỏ miếng mướp và bên trong có cái thùng rộng mình đựng đồ. Đó. Có giá là 2.000.000 nha các anh, 2.000.000 một cái nha. Rồi các anh có nhu cầu thì liên hệ anh em. Rồi ok. Đây là cái bộ từ dưới lên trên là cái thứ tư, là mẫu như thế này, có giá là 2.000.000 một cái. Rồi ok. Rồi mở ra. Đó, phía bên dưới thì như vậy đó các anh. Nó có những cái móc ngàm khuôn. Mũ em thấy là nó cũng dày chắc chắn lắm á các anh. Rồi ok, và tiếp theo là cái hộp lớn, lớn hơn, kích thước chiều dài hơn một chút. Đây các anh là cái mẫu hộp này thì có chiều cao là 1.5 tắc nha các anh, có chiều cao là 15cm, chiều ngang là 42cm, chiều ngang là 42cm và chiều dài là 55cm đó các anh. Từ đây đến đây là 55cm. Những cái thùng bình thường khác thì nó có cái không có thanh nhôm,
và những cái thùng đựng đồ này nó có thanh nhôm, nó lắng dài hơn chừng 2 phân nữa, là chiều dài là 55 cm, bốn góc là có 4 thanh nhôm hết đó các anh, bốn góc có 4 thanh nhôm hết rồi, có 4 thanh nhôm bảo vệ chống sốc, và nhìn cái thùng nó dày dặn, nó chắc chắn và nó đẹp hơn nữa. Cái phần tay cầm thì làm to hơn, to hơn, và móc khóa là dày dặn lắm các anh, nhìn móc khóa là nhìn muốn ghiền luôn á. Rồi bên trong thì có gì đây? Rồi cái nắp là thiết kế là liền luôn á các anh, thay vì như cái thùng vừa rồi là nhìn sẽ nhìn thấy những cái gân sống, này là thêm một cái nắp chụp vô cái nữa là nó thấy nó bằng, nó liền luôn, nhìn thấy nó đẹp hơn một tí. Rồi bên trong thì có một cái hộp đựng vít, các anh có thể đựng kìm bấm, mỏ lết, chìa khóa gì cũng được. Bên dưới thì có ngăn ra 1, 2, 3 ngăn, các anh có thể là đựng bù lon con tán hay là mũi vít vào tùy ý. Rồi bên đây thì có cái hộp liền luôn, có cái hộp liền như thế này, có cái hộp để có nắp đậy nữa, đựng những thứ quý giá hay là vàng hay là kim cương, đựng vào đây, đóng móc lại rồi cắt ở trong cái thùng đựng đồ này, không ai biết đâu các anh. Rồi và bên đây thì có ngăn, ba ngăn rồi, ok. Hoặc là các anh mình không thích để những cái ngăn này, mình có thể lấy ra đó, bên trong thùng nó sẽ có kích thước rộng rãi, mình có thể là để nhiều máy vào đây. Đây để em thử ship máy vào đây các anh. Rồi và em báo giá trước nha, cái thùng đựng đồ nghề này, bốn góc là có 4 thanh nhôm và có chiều cao là 15 cm, chiều ngang là 42 cm, chiều dài là 55 cm. Cái nắp thì nắp liền, có 4 thanh nhôm và có giá là 2.300.000. Giá 2.200.000 thôi các anh, giá 2.200.000 một cái nha, giá 2.200.000. Rồi thì em sẽ để thử máy bắn bu lông mở ốc vào đây nè. Đó rồi, máy máy bắn vít nữa nè. Đó, hai máy rồi. Rồi máy phoan nữa nè. Đó, ba máy luôn. Có thể để được 4 máy luôn nha các anh. Rồi thử để máy mày mới cắt rồi. Máy mày cắt này có thể là tháo pin ra, để cái thân máy không là vô cũng được. Rồi có thể để được 4 máy các anh ơi. 4 máy hoặc là pin sạc mình có thể để thêm, và để những phụ kiện mũi vít, mũi bắn ton hay là mũi bắn bu lông hay là những cục tiếp rồi đó. Đó, cái thùng này rộng để được 4 máy luôn. Rồi ok, có giá là 2.200.000 một cái, thùng em vừa giới thiệu. Các anh mình có nhiều máy thì mình để vào. Rồi ok, tiếp theo là cái thùng bên dưới nữa, còn nữa. Rồi cái thùng này có giá là 2.200.000. Rồi ok, bên dưới thì như vậy đó các anh, nhìn cái thùng rất là dày dặn chắc chắn luôn. Cái thùng này nó nặng là cỡ 3 kg mấy á. Rồi tiếp theo là cái thùng lớn hơn một tí, rồi kích thước cũng như vậy luôn, mà có thêm cái tay sắt để mình xách ngang nữa các anh. Thay vì mình xách cái thùng nó đứng, mình xách cái thùng nó đứng, mà bây giờ có thêm cái tay xách để mình xách nó ngang nữa. Đó, rồi thì cái thùng này là chiều ngang là 42 cm, chiều dài là 55 cm, và chiều cao các anh, chiều cao là 27 cm, chiều cao là 27 phân. Cái tay cầm chắc chắn và bốn góc có 4 thanh nhôm, dài như thế này, bốn góc có 4 thanh nhôm hết.
Rồi, em sẽ mở hộp cho các anh xem. Rồi, móc phá là cũng dày dặn đã lắm các anh. Cầm vô phá là thấy thích liền. Đó, cái nắp thì cũng cái nắp thiết kế liền luôn nha các anh. À, tất nhiên là sẽ có đường gon chống nước rồi. Cái đó thì mặc định là có sẵn rồi. Đó, bên trong cái thùng thì rộng rãi mà có thêm cái khay để mình để kìm mỗi lết bù lon con tán chìa khóa vào đây. Đó, thùng đựng đồ đó, có cái khay mình có thể để hai bên nha các anh, có thể để hai bên. Rồi, và em báo giá cái thùng đựng đồ này thì em nhắc lại là kích thước chiều cao là 27 cm, chiều ngang là 42 cm, chiều dài là 55 cm, và bên trong có một cái khay để đựng kìm mỗi lớp chìa khóa như thế này. Và đây là mẫu em đang quay thì có giá là 2.700.000 cho một cái thùng. Giá 2.700.000 rồi, giá 2.700.000 rồi. Bên trong thì nó có cái chiều cao hơn, các anh có thể là để tầm cả chục cái máy được đó các anh. Mình máy mình sử dụng rồi mình có thể là để chồng chất vào nhau, máy mài, máy cắt, máy bu lông, máy phoang, máy bắn vít mình có thể để vào đây. Rồi có những cái anh nào mà mình sử dụng nhiều máy mà đi công trình nữa các anh, để vô cái thùng này mình vận chuyển đi. Những anh mà đi xe Honda thì chở theo cái thùng này nhìn rất là ngầu. Còn những anh mà đi công trình mà đi xe ô tô, các anh thảy lên phía sau xe là rất là gọn gàng, không có để máy là luồn tuôn. Rồi, cho một cái thùng này là giá 2.700.000. Rồi ok, em đóng nắp lại và giới thiệu thùng tiếp theo. Móc phá gõ kêu bụp bụp đó các anh. Mình có thể đóng nhẹ tay, hạn chế kêu và nó sẽ không có bị mòn, xài bền bỉ hơn. Đó. Wow, cái thùng bự nặng ha. Cái thùng này có thể là nặng cỡ 5-6 kg á. Đó. Nãy giờ em giới thiệu với các anh vài cái em để qua phía bên ngoài như thế này. Rồi tiếp theo đây là cái thùng này giống như cái vali kéo vậy đó các anh. Đó. Thì cái kích thước mà xếp lại là từ phía dưới đất lên trên cao cái tay cầm này là cỡ 50 cm, cỡ 5 tấc. Đó. Mình có thể là kéo cái thùng này cao lên. Đó, kéo cao lên chiều cao là cỡ 1m2. À, vừa cái tay cầm mình đẩy đi luôn á các anh. Đó, đẩy như thế này giống như cái vali, hoặc là các anh mà có đi nước ngoài các anh đem theo cái thùng này đựng sẽ nhiều đồ lắm nha các anh. Có bánh xe kéo, cái bánh xe này kích thước nó lớn to. Đó, kích thước lên đến là tới 2 tấc 3 lận. Hoàn hoành tròn 2 tấc 3, phía sau mỏng như thế này. Và cái thùng này là gọi là thùng đựng đồ mà có bánh xe, có tay kéo. Và cái thùng này các anh thì có kích thước là chiều ngang là 55, chiều ngang là 45 cm, chiều ngang là 45 cm nha các anh, 45 phân. Và chiều cao từ dưới đất này lên đến trên này là 40 cm, 40 phân. Và chiều dài từ đây cho đến đây là 55 cm, 55 cm. Rồi, mẫu như thế này, bốn góc là có bốn thanh nhôm. Phía bên trước này thì có cái hiệu logo Milwaukee Best Out. Và đây thì có cái chỗ để mình móc dây, mình gàn khóa lại các anh. Đó. Và cái thùng này á các anh, em báo giá cho các anh biết luôn là có giá là 4.300.000. Giá 4.300.000 một cái. Cho một cái thùng có tay kéo nè, có hai bánh xe để mình đẩy nè. Và có chiều cao là 4 tấc nè. Mình có thể đựng nhiều máy nè. Đó.
cái nắp á, mình dở lên tới đây là nó sẽ bị hơi cứng nha các anh gặt đẩy mạnh luôn là nó sẽ dính đứng lại đó. Rồi như vậy nó sẽ cứng nhẹ ha, mạnh luôn đó, nó tự có cái móc khóa nó gài nhẹ lại cho nó cứng lại. Rồi bên trong thì có cái khay đó, cũng có cái khay giống như cái thùng vừa rồi đựng kìm mỗi lết chìa khóa vào đây ở cái khay rồi. Và đây thì bên trong là không gian như thế này. Cái chỗ này là để chỗ né hai cái bánh xe nè các anh. Bên trong là chiều cao 40 cm, có thể là để rất là nhiều máy, anh có thể để cỡ một chục cái được luôn đó các anh, tùy theo cái những cái máy phoang hay là máy cưa, máy lớn lớn thì để một hai cái đó. Rồi mẫu thùng này thì có giá là 4.300.000, giá 4.300.000 một cái nha các anh. Đó. Rồi ok, và như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Và đây thì có cái này nha các anh, em có cái hộp đựng vít, em đựng như thế này đây. Đây, đây là cái hộp đựng vít nè các anh. Đó. Đó, cái hộp đựng vít, cái hộp này em đựng những cái đầu bắn tôn của hãng Milwaukee nè các anh. Nó có kích thước là chiều ngang là 2 tấc, chiều ngang từ đây đến đây là 2 tấc. Chiều dài là 4 tấc, chiều dài là 4 tấc như cái hộp này. Hộp này đựng không. Đó. Bên trên thì nắp nhựa có thể nhìn thấy xuống bên trong. Đó, và bên trong thì có những cái ngăn như thế này, có cái hộp vít ngăn như thế này. Đó, rồi. Mẫu này chiều ngang là 2 tấc, chiều dài là 4 tấc, chiều cao là 5 phân. Đựng những mũi vít thì có giá là 500.000 một cái các anh. Giá khuyến mãi luôn. 500.000 một cái cho cái hộp đựng mũi vít như thế này. Em còn được 3 cái các anh. Rồi các anh có nhu cầu muốn mua thì liên hệ đến em nha. Dạ rồi. Và đây thì em quay một vòng các thùng đựng đồ và các máy cho các anh xem. Đó, em giới thiệu các anh là để những cái thùng nó như vậy. Rồi đây em quay máy cho các anh xem và các anh xem video này của em, và các anh có tham khảo mẫu máy nào hay là các anh quan tâm đến mẫu máy nào, các anh comment bình luận phía bên dưới video này cho các anh cho em biết ý kiến của các anh nha. Rồi, và các anh có nhu cầu muốn mua thùng đựng đồ hay là muốn mua máy thì các anh liên hệ đến em. Em là Thắng Phạm, có số điện thoại là 056 641 6368. Em có số Zalo luôn đó các anh. Zalo của em là số 056 641 6368 luôn. Dạ rồi, ok.